Thưa quý vị, dân tộc Chất ở Hà Tĩnh thường sử dụng đàn chư ra bon và khèn môi trong các dịp lễ hội và nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng gắn liền với đời sống sinh hoạt của người Chất. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, những nhạc cụ này đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Đàn chư ra bon được làm bằng tre nứa và hai dây cước. Tiếng đàn là linh hồn, sức mạnh tinh thần và bản sắc văn hóa của đồng bào Chất. Thế nhưng, hiện nay, cả bản rào tre này chỉ còn duy nhất bà Hồ Thị Lĩnh biết chế tác và đánh đàn chư ra bon. Mẹ tôi là bày về cho tôi, nhưng các con các cháu cũng theo dõi được, không học được, chắc bà Lĩnh thôi. Cả dân bản đây thì chắc bà Lĩnh thôi. Cả dân bản đây... Hồi bà Lĩnh bà chết như bà sen, không có ai mà biết đánh đàn nữa. Số lượng người sử dụng được nhạc cụ này rất ít, đếm đâu ngón tay. Mà nếu như bây giờ người ta không đam mê, người ta không nhiệt huyết hoặc người ta sức khỏe ổn định thì cái việc sử dụng nó sẽ rất khó. Cái khó thứ hai là tìm được người tiếp tục kế cận để rồi là nhận cái chuyển giao này là cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba là những nhạc cụ này là ngày xưa được sản xuất thủ công, cho nên là bây giờ cũng mai một đi rồi. Không riêng đàn chư ra bon, nhạc cụ khèn môi của đồng bào Chất hiện cũng chưa có người kế thừa, trong khi nghệ nhân đã già yếu. Việc truyền dạy nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chất cho thế hệ trẻ lâu nay vẫn chưa được các cấp, các ngành chức năng quan tâm mở lớp. Theo tôi cũng là rất mong rằng chính quyền địa phương cũng quan tâm là cái đoạn là phải kiến thức là phải là lập một nhóm. Để các em là đi học để là bài đấy là khi nào để có ngày lễ ngày hội để mà là phải có một người trước kia là người ta quen người ta chơi quen rồi bây giờ là bày cho các thế hệ sau lại. Đề nghị các cấp các ngành lên quan tâm hướng dẫn thêm và thành lập các cái câu lạc bộ cũng như có cái mở các cái lớp để cho tuyên truyền vận động bà con nhân dân để cho khôi phục hai sử dụng hai cái nhạc cụ này. Những nghệ nhân này giờ đã có tuổi, họ mong muốn các cấp, các ngành vào cuộc sớm, mở lớp chuyển giao, chế tác, sử dụng, đưa nhạc cụ vào các ngày lễ hội, các hội thi chế tác, trình diễn nhạc cụ, nhất là đối với thế hệ trẻ, để nhạc cụ dân tộc Chất không bị mai một, thất truyền.